Trước hết Như Lâm một lần nữa chúc tất cả quý vị có mặt trong buổi tối đêm nay. Đáng ra là Như Lâm không nói mà là anh Tuấn Anh nói rồi. Như Lâm rất là được may mắn được được trên ban cho Như Lâm được hai em rồi. Năm ngoái Như Lâm đến đây với Houston cũng là countdown, thì lúc đó Như Lâm mang thai 5 số tháng rồi, cho nên là kỳ này được trở lại với tất cả quý vị. Như Lâm trước hết chỉ cảm ơn bề trên là cho Như Lâm được sức khỏe để cống hiến giọng hát của mình và được đến với tất cả quý vị mỗi năm, nhất là ở Houston một năm đến 3-4 lần, lúc nào quý vị cũng ủng hộ giọng ca của Như Lâm bao nhiêu năm nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều. Thank you so much for the love and let's feel this. Tập thể dục tiếp nha. Here we go. Yo 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 yo.
Mình